Ở đây có thùng để nấu đậu đậu phộng ha. Rảo bộ hết cái con đường này thì phía trước nó đến chợ Kiến An. Ở đây có bánh được ăn sáng ha. Bánh xèo. Bởi thẳng phía trước đó là cái cầu ông trưởng phải không? Ở này là ở dưới, ở bên kia kìa. Dạ, đây là hẳn Tố Đảng là cầu ông trưởng nha. Dạ, con cảm ơn bà. Ở bên kia có bán xoài. Chỗ này mát nha. Ở đây có một chị làm bánh nè. Bánh gì nè, kêu là bánh gì ta, chiên hình như tép hay gì con. Kiểu này kêu bánh gì hả con? Bánh tiêu. Bánh tiêu này như là có tép đúng không? Có tép. Dạ. Ngon quá. Rồi mình ăn không hay là để cái mình trang ăn với gì hả con? Mình ăn không cũng được mà ăn cũng được. Dạ. Dạ dạ. Đây là cái gì đó, cái dạ. Để vô. Dạ, đem nguyên một thau bột luôn ha. Này là để hành để nhân ha, đây là nhân ha. Một cái giờ bán thì sao hả con? 5.000 một cái với loại 3.000. Ở đây. Cái này là 5.000, cái này là 3.000 hả? Dạ. À, lấy cho con hai cái này, hai cái thì con ăn thử coi. Dạ, con ở bên Đồng Tháp nè. Ngày nào đâu cô cũng bán đây chứ hả? Này bán tới mấy giờ? Mời mời qua ấy giùm hai cái bánh cho mời. Tới mấy giờ hả, nghỉ ha? 12 giờ. À, chiên ngon quá ha. Trước là chặt cái đá xay ra bỏ mối ha. Dạ. Cái này đi thẳng về phía trước luôn là cái cầu ông trưởng. Cái này nằm ở phía dưới chân cầu ông trưởng nha. Có cháo nè. Ngon quá. Bên đó là đình thần Ký Nga nha. Ở phía trước này đã có bán bún cá ăn nha. Ở trước xíu là sẽ quay lần thử bún cá nha. Có rau ngon quá. Mấy ăn nhiều quá nha. Con xào cá này ngon quá. Trước đó là có một xe sữa này, là như sữa đậu nành, sữa đậu xanh nha, sữa đậu nành nè, rồi sữa đậu xanh nha. Cái đen đen là cái gì hả cô? Xâm lạnh. Xâm lạnh ha. Trong nầu này là cũng hơi nồi sữa luôn hả? Hay ngon quá. Cảm ơn cô. Dạ. Ở trước có một cái xe bánh mì, xe bánh mì để trên cái xe Honda mà này để di động, có thể di chuyển được nè. Cái này thịt dưới có dưa leo ngò, với lại cái này là cái gì nè, quên tên rồi. Dạ. Dạ quay làm kỷ niệm chứ không gì chân cô. Cậu ở đâu? Dạ con ở bên Đồng Tháp á. Dạ, vậy là chút xíu nữa cho hết này nha. Còn ít quá nè. Có mau lắm. Dạ đúng rồi. Bán luôn đi chứ, dạ chứ không có ngày thì
Dạ. Để ra bán mau lắm. Vậy là một ổ gì là bao nhiêu? Một ổ 5.000, 6.000 có. Dạ. Tương thì 3.000. Rẻ rẻ. Dễ ăn lắm. Dễ ăn hả? À, đầy đủ ha. Dễ ăn lắm, bánh đắt lắm. Dưa chua được, dưa chua thịt có đồ tương mặn đầy đủ hết. 15.000. Dạ. Chúc cô mua may bán đắt nha. Dạ, cảm ơn nha. Dạ. Đây cái khu này có bán đồ ăn sáng nè, phía trước nó là quán cà phê nè. Đó đi dạo ở phía trước chỗ đông đông người đó là đến chợ Kiến An. Rồi đến đó mình sẽ quay cho các bạn xem nha, trong khu chợ này hôm nay như thế nào nha. Bây giờ là giờ cao điểm nè, cái người dân đi chợ đến đây là rất là đông luôn. Đồ ăn như là mình thấy rất là nhiều món ăn ngon nha. Ở phía trước chiếc xe này có những cái món ăn ngọt nè. Xoài, anh này xoài rồi này là bắp bắp già, khoai mì, khoai mì, khoai lang, chuối, quá ngon. Dạ. Đó một xe di động á. Bánh này rất là ngon nè, vị vừa ăn không ngọt lắm, vừa vừa ngọt ngọt vừa mà nó mềm ha, xốp ha. Có, nó cũng không khô nữa, không bị khô. Có một số chỗ ăn nó khô á, cái bánh nó khô. Còn này là nó cũng vừa chứ không khô lắm. Dạ dạ dạ. Đậu đỏ nè. Em sạch chết luôn. Đây là cái khuôn nấu ha. Dạ. 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 Rồi ai muốn gì kết bạn làm quen thì trước cửa của chợ Kiến An luôn. Dạ. 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 Dạ, dạ được em. Một chút xíu nó vô em một chục này đi ha chị. Ngon, bánh này ngon quá. Dạ, dạ. Rất là ngon luôn, bánh này ngon thiệt á. Bánh này ta bán thì các tỉnh nó về là bán lẻ không đó. Vậy đó hả chị? Cô là sao với chị? Cô là gì hả? Đây là gì hả? Gì đổ bánh nè. Cái khuôn này là hồi xưa tới giờ là truyền thống nè. Để thang lên phía trên đó. Đúng rồi, truyền thống. Bây giờ là hình như là đổ bằng điện, phải không con? Cái này đổ hàng, còn cái đó đổ điện. À, bên đây là đổ điện nha. Mình đó tôi kẹp rồi đổ điện. Đấy. Đó, thấy không? Đó. 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 Bánh đó, bánh kẹp á, bánh kẹp đó là như cuốn cuốn lại như trên đó ha chị. Dạ. Dạ. Vô cái này cho con là một chục đi nha, một chục cái rồi con gửi tiền ha, vô con một chục này đi rồi chút xíu nữa là cái em lại quay lại em lấy nữa, em lấy rồi chút xíu là ăn gì là sao đi ha. Dạ. Đây ở đây có cô bán chuối nè, rất là nhiều chuối nha. Đó là cô bán chuối, vừa bán chuối vừa kim luôn, đổ bánh bông lan luôn. Dạ. Nhà mình ở đây luôn hả cô? Dạ, ở đây cô chế đu đủ ha, đu đủ này cái màu tươi như là ngọt nè. Chúc cô mua may bán đắt nha. Đảo vô vô chợ tí xíu. Dạ. Hai bên đường này là bán đồ ăn rất là nhiều luôn nha. Phía trước có bán bánh phồng tôm sa giang. Hình như có chiên bánh tiêu nữa, có bánh tiêu nữa nha. Rồi có bún nè. Đây là trước của khu chợ ha. Ở đây có bán đồ ăn nè, có nước nè. Đây. Ở đây đồ ăn vặt rất là nhiều luôn ha.
cái vô mua xà. À, bánh ngon này, cốp dẹp này, bánh cam này, bánh bò này, bánh dưa lợn này, bánh sao vậy? Sao vậy? Ngon quá. Bánh ngọt rất là nhiều. Cô bán đây lâu chưa cô? Vậy ha. Cảm ơn cô nhiều. Dữ vậy? Trời ơi, thì cũng bán đây không hả? Cô bán bánh mấy chục năm là nghề sống là như vậy. Bánh này ngon ha, bánh dưa lợn. Bánh dưa lợn thì thịt có nước cốt nhiều quá ha. Béo dữ dằn. Béo. Dạ. Chút xíu nữa con quay rồi con mua. Dạ, cứ lên. Con chúc cô mua may bán đắt nha. Rồi, cảm ơn cô nhiều. Đây là ở phía trước chợ ha, tại vì phía trước chợ này để nó che hết những cái máy lợp ở phía trên nè, rất là mát nhưng mà không được thấy được cái tên bảng chợ nha. Vậy là mát, rất là mát luôn nè. Đây cô bán xoài. À, xoài. Xoài mình mùa này có giá không chứ hả cô? Cái này là được giá ha. Này xoài nhà mình hả? Dạ, đó là những cái mua xoài lá xin lên. Hình như này là cắt chu hả, cắt chu à, cắt vào lọc ăn rất là ngon nè. Loại này nó ngọt hơn cắt chu, ngon nha. Này khoan lại bốn loại lần hả? Giờ thế này, cái loại này, loại này nhiêu ký ha cơ? 12.000 cũng dễ ăn hả? Cái loại đó 25.000 hả? Vừa ăn ha, ngon đó. 25.000 này 12.000, loại này ăn cũng ngon nè. Giờ bán mấy giờ mình vô hả cô? Vậy đó à. Cảm ơn câu nhiều nha. Yeah. Ở phía trước có rau dừa nè. Rau dừa, rau nhút. Ở đây là số đồ hàng bông nè. Hàng bông này rất là tươi luôn. Cà này tốt quá. Trái to ha. Đậu hũ rồi có bính nữa. Cà chua bông điển. Đây bông điển rất là ngon luôn nè. Bông điển tươi, rất là tươi. Thì bán hộp vịt đó, đó chứ hộp vịt chia được mấy loại, 3-4 loại lận. Nhỏ lớn, nhỏ lớn. Hộp vịt là trứng cút nữa. À. Đây có bánh cua nè. Này là sữa đậu nành quay tại chỗ ha. Đây giờ này là chợ mình đông đông nhất chị cô. Lúc này giờ này hả? Dạ. Mấy giờ hả? Giờ này hình như 7 giờ mấy hả? Giờ mới có đông. Vậy hả con? Vất bảy chút xíu giờ này bắt đầu hơi đông chút nữa nè, mà chợ cái này có chuyện ta chứ một lần giờ. Dạ, cảm ơn cô. Để con đảo vô trong một chút. Ở phía trước này có cái sạp bán quần áo rất là nhiều luôn ha. Phía trước nè. Bây giờ là vào trong lòng chợ. Có trái cây, có quýt nè, rồi có chim trơn nè, mãng cầu nè, vú sữa nè. Ở phía trước đó là bán hàng bông nè. À, lại có một cái sạp quần áo đối diện nha. Ở đây hầu như là những cái hàng bông rau cải rồi rất là tươi. Xoài rồi cà bắp nè. Ở đây là lá sầu đâu nha, sầu đâu loại lá ăn đắng. Ai dùng đắng được không được. Có mướp, cải rồi bột ngót nè. Đậu hũ nữa. Có mít nè. Hay là để cho ta giúp mẹ rồi đó. Sơ bột chê ha, cái sơ bột chê. Rồi cái hồng nha. À, thưa các bạn, giờ này là khoảng gần 8 giờ đó, có thể là 7:50, nhưng mà cái giờ này là nó giờ cao điểm, người dân đến đây đi chợ là khoảng giờ này là đông nhất nè. Nhìn cái ớt này
ở đây có một thau rưỡi, thau rưỡi ngon quá ha, giá rưỡi nè, cái này về ăn rất là ngon luôn nè. Ở trước có một thau rau muống bào nữa nè. Giờ này đã đông nhất hay chưa hay con? Dạ mới, cái này đông rồi đó. Dạ, đúng rồi nha. À, đưa đi nước ngoài cho Việt Kiều xem à. Dạ. Nhớ quê hương. Dạ, nhớ quê hương cái gì? Bánh mì này nhà làm luôn hả cô? Nhà sản xuất. Nhà sản xuất bánh mì giống bánh mì Sài Gòn ha. Ở bên kia cũng có bánh. Dạ. Ở đây bán đồ chay cũng rất là nhiều luôn ha. Tàu hũ nè, có những con nuôi con sò nè. Cho biết Việt Nam mình giờ khổ hả? Việt Nam bây giờ hết khổ rồi. Hết khổ hả? Ừ, sung sướng rồi hả? Phải nấu cơm. Dạ. Cơm từ thiện á, bữa nào mà không có. Dạ. À, đây có thuốc lá nha. Bí đao này nấu canh ăn mát quá nè. Bí đao rồi bầu nữa. Dạ. Đây có một sạp bán đồ tạp hóa nha. Có đủ nè, nước tương dầu ăn rồi có chao. Ăn tương và ăn chao này rất ngon luôn nè. Đây có hộp vịt, hộp gà, vịt chiên thúc nữa. Đây, ở đây có một sạp trái cây nha. Dạ. Cô bán đi lâu chưa cô? Cô bán đi lâu chưa? Có lâu rồi. Vậy hả? Bao nhiêu năm rồi? Hả? Bao nhiêu năm rồi? Trái à, bán mới hôm nay hả? Vậy hả? Này là của nhà hết hả cô? À, này hình như là cam soàn phải không? Còn trái lớn quá nè, này là của nhà của cô nha. Đó là ngon. Dạ. Đây gian hàng cực quá. Đây bầu nè. Tàu hũ này nhà làm hết cô? Ngon quá ha, ở đây bán đồ tương rất là nhiều. Tại đây dùng là dùng quà hảo nha. Đạo quà hảo nhiều nên là đồ tương rất là nhiều luôn nè. Đừng quay để tôi về tôi sửa soạn nha. Sửa soạn hả? Vậy đẹp sẵn rồi, vậy đẹp rồi sửa soạn làm chi? Đó. Không tiền nữa ta. Đó. Vậy đó. Ê, không thích đại nha. Quay đồ đẩy ra, quay bả đồ. Quay đi gì cho người ta quay đồ gãy không à. Dạ, không. Quay vậy? Em thấy vậy là đẹp lắm rồi đó. Vậy dạ đúng rồi đó. Đúng là quay tôi không à. Dạ. Dạ. Dạ quay làm kỷ niệm thôi chứ không gì cô. Dạ. Ở trong đây có bán quần áo nha, quần áo nhiều á. Ở đây là đồ rải rất là nhiều luôn ha, hàng bông nè. Chuối này ăn sống nè ha, xác ăn sống.
có cây mồng tê rồi cải nè. Ở đây có khô nha, nhiều loại khô, đủ loại khô như trên nha, lạc xưởng này là khô cá chốt nè, cá chốt rồi khô cá rơm, cá chặt, cái này là hình như khô cá tra rồi khô cá lóc nữa nè, rất là nhiều loại khô. Rồi, ở đây có hồng gà, hồng vịt luôn nha, có mè chua. Trước đó có một cái thao thịt gà đó. Ở đây có loại chuối ha, bán chuối sim cũng rất là nhiều luôn. Ở phía trước cũng có chuối nữa đó. Đây là máy xay dừa. Ở khu này thì buôn bán cá là nhiều nè. Có cá lóc. Cái này là cá biển, cá thường biển. Rồi đây là mực, con mực. Ờ, mực đúng rồi. Có cá muối nữa nè, hến, có mắm nữa, này là cá chả, rất là nhiều nha. Dạ. Ở dừa, ở đây có một quầy bán dừa ha, dừa tươi. Ồ, cá này rất là lớn luôn, cá tra này chắc một con cũng khoảng 2-3 kg quá ha cô, 3 cái mấy nè, những thứa cá nè. Quá lớn luôn nè, rất là to, rất thường. Ồ, ở đây có cá dẹp dẹp thì kêu cá lưỡng châu phải không nha chị? Cá lưỡng châu. À, cá lưỡng châu, này cá chèn nè, cá chìm dinh, cá bóng hả? Cá bóng. Cá bóng này. Ở bên đó hơi chặt dưa nên không qua được, đứng từ xa quay được rồi. Anh dưa nước lên người mình gửi đi rồi, mình lỗ quá trời đi ở trên luôn. Vậy đó hả? Ừ. Bởi không. Có mà mỗi một lần mà hám mà gửi trúng rồi một cái là bị chợ đồng vậy đó. Dạ. Có tiền đó. Dạ. Như lúa đó, tiền này kia nữa. À, bây giờ đi Bình Dương là cũng như số 10 mà đi đâu hết 8 rồi. Dạ. Có thừa thất gì. Dạ. Đúng rồi. Dân số về hết, dạ. Dữ lắm. Chợ Tân Hữu Như, dạ. Tân Quề, dạ, 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 dạ. Chỉ nói nha, mới có mùng 4 đó thì bắt đầu là sửa sạn đi làm hàng hết trơn luôn. Dạ đúng rồi, chợ đó bây giờ mưa đó. Cũng vậy, chợ đó thì chỉ qua nói đâu cũng vậy chị ơi. Dạ đúng rồi. Không phải về đây đâu, bây giờ nói tóm lại là đâu đâu cũng vậy. Dạ đúng rồi. Đi dữ lắm. Dạ.
Ở gì hả? Ở đây, ở đây có người đi Bình Dương không? Dạ. Vậy hả? Mẹ nó thì nó cho đi hết chợ rồi. Dạ, được rồi. Đi uống hết xuống cái hàng. Dạ. Khoai, đây là khoai, khoai ngọt, gọi là khoai, khoai mỡ. Đây là khoai tây nè, Hà Lan nè. Củ sắn nè, củ sắn. Cây nhỏ, cây lớn có. Thưa các bạn, thì cái vùng Kiến An này một phần thì người dân cũng đi nơi xa lập nghiệp, chẳng hạn như Bình Dương hoặc là Sài Gòn, nên là cái mật độ dân ở đây cũng thưa bớt đi. Lúc trước thì giờ này rất là đông. Ở địa phương Bình Dương thì người ta đi đó có công việc làm nên người ta tập trung đi đó, một số còn lại đây thì cũng ít, nên là cái số lượng người đi chợ đến đây cũng thưa hơn so với lúc trước. Có chút nữa quay lại. Gửi về đây con giải quyết cái này. Góp cái thời. Không được đẹp đừng quay. Không được đẹp đừng quay. Con quay ra quay phim nổi lỡ hay vậy? Dạ không có. Thì góp vậy? Dạ không có. Rồi. Dính tao ba tao nhắn nó kìa trời. Chết luôn rồi. Quay nữa. Ở nước ngoài lại đưa nước ngoài. Ngoài đang đây vợ tạm ra từ giếng thôi, từ giếng thôi. Mấy cá bắt tao chẳng sang nè. Dạ. Bắt cá. Mấy bà bắt cá này coi lên lên luôn. Ủa quay bắt cá này. Bà ba không qua bên đâu chứ. Quay cái lóc đồ đó. Dạ. Ở đây có thêm cái quầy bán thịt nha. Ở đây có một cái tủ thức ăn bánh mì. Có bán trà sữa đó ha. Chú đây là chú bán bánh Nabaruti. Có cơm nè. Không, cái này là chú làm hả? Làm nhà hả? Dạ. Đây cũng nha. Cơm làm nhà. Bánh này nít thích ăn lắm nè. Cái này hình như nho, nho ngoài đường hết nha chú. Dạ. Dạ dạ. Đó là chủ quán đó, đó là một thằng. Nhà mình tại đây luôn hả chú? Dạ, nó sẵn ở chợ về bán cũng tiện ha. Ở phía trước đó còn có một cái sạp bán hai trái cây ha. Mùa này là chôm chôm, bắt đầu là chín rộ ha. Chôm chôm này hình như đầu mùa phải không chị? Đầu mùa. Chôm chôm đầu mùa này, chôm chôm giống chôm chôm Vĩnh Long là trái to mà nó đỏ tươi luôn. Táo nè. Về phim luôn. Em gửi đi nước ngoài luôn á. Dạ. Đầu mùa này bán nhiêu ký hả chị? 25 ăn cũng được, cũng rẻ. Hồng ha, cái hồng lớn, trái to to không?